Hello, hôm nay là ngày thứ hai, 16 tới tháng Giêng năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí số 28 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị cũng như là các bạn trên toàn thế giới, nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng, sẽ nghe một ca khúc để chúng ta chuẩn bị vào chương trình. Ngày nào xin tan đi, ta em trở về đất quán còn đây. Toàn dân ơi, chúng ta lên đi nữa toàn cầu. Ôi toàn dân đây, hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đàn hót giữa đêm đèo mừng. Đang chờ ta đóng tiếng, đánh thắng quân công lâm trò. Anh em tiến lên phục thù, quân ta từ tam đường. Quê nhà, tôi cùng đồng thà, ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quán còn đây. Và các bạn, chào Kim Ngân, chào Phong Quỳnh, chào Angry. Chào Hải Trần. Ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quán còn đây. Ơi toàn dân ơi, toàn dân ơi, đi nữa phản công. Ôi toàn dân đây, hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đàn hót giữa đêm đèo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đóng tiếng, đánh thắng quân công lâm trò. Rồi, Lisa trở vào chương trình. Lisa ơi, Lisa nói về vấn đề Tàu Cộng đào một đường hầm từ Lâm Đồng tới Đồng Nai, tôi thấy run sợ quá. Lisa có thể còn những tin tức nào có thể cho mọi người biết nữa hay không? Trả lời cho em cũng như trả lời cho bạn. Không riêng gì ở tại Lâm Đồng nó đào một cái đường hầm đi tới Đồng Nai đâu,
mà người dân ở trên cái quốc lộ 20 từ cái đèo Chuối đó cho đến cái đèo Bảo Lộc đó nghe tin đó là cái tập đoàn Tôn Hoa Sen, cái vỏ là cái tên mà Lê Phước Vũ là người Việt Nam đứng tên, nhưng cái tập đoàn Tôn, cái ruột của nó là hoàn toàn 100% của thằng Tào Cộng. Nó đã mua 2.000 mẫu đất với cái giá rẻ bèo mà để vấn đề là kêu bằng cưỡng chế đuổi người dân đi ra khỏi cái khu vực đó để mà nó khai thác Dambopri. Nói là làm du lịch nhưng mà thật ra là một âm mưu chính trị. Tức là bọn Tàu Cộng nó đang liên kết với cái khu Bô Xít để mà nhân cái cơ hội này để mà nó bắt đầu là kêu bằng là nó dùng một cái mưu đồ chính trị của nó. Cho nên nó liên kết với cái vấn đề là khu Bô Xít nhân cơ gần cái Gia Nghĩa và liên kết xuống khu vực Điện Gió ở Bình Thuận. Và cái đảng Đĩ đó, bây giờ cái phe tình báo Hoa Nam đó, nó đang xem xét để mà nó duyệt thêm cho một cái nhà máy thép lớn cũng cỡ tầm như là Formosa và tập đoàn Tôn Hoa Sen tại ở tại Ninh Thuận. Các bạn đã biết rồi đó. Tại sao vậy? Để cho nó gần Cam Ranh và nó dễ bề kiểm soát ở Biển Đông. Bởi vì quốc lộ từ 20 và quốc lộ 14 được sửa chữa là từ mấy năm về trước rồi. Nó đã được sửa chữa từ thời của thằng Nguyễn Tấn Dũng. Và bộ trưởng vấn đề là lúc đó là thằng Đinh La Thăng là coi về đường sắt rồi. Bởi cho nên vì cái lý do mà quốc phòng chính trị, cho nên nó phát triển kinh tế từ cái việc mà cải thiện giao thông chỉ là phụ mà thôi. Nó giao bộ nó đưa lên, nó làm những này là cái bằng là phục vụ cho kinh tế, chứ thật sự chỉ là phụ thôi. Mục đích và ý đồ của thằng Tàu Cẩm là chia cắt ra đất nước Việt Nam. Cho nên chúng mới đào những cái đường hầm này để đóng những cái chốt, chặn những cái trục giao thông quan trọng chiến lược. Tức là không có cho đầu đuôi có thể mà cứu trợ được lẫn nhau. Ai cũng biết là quốc lộ 20 nó đến Đà Lạt. Bởi vậy mà cho nên từ Đà Lạt mà quốc lộ 20 lên đến Đà Lạt là cái tuyến sau. Còn cái hệ thống mà phòng thủ bờ đê của quân khu 7 đó, tức là có thể chi viện và tiếp cứu Cam Ranh. Khi mà tàu chiến của Tàu Cộng vào Cam Ranh mà có lấy miền Trung thì quân khu 7 có thể đi ra để mà tiếp tế, để mà chi viện. Cho nên Tàu Cộng đào những cái đường hầm ở tại miền Trung như vậy là họ chia ra giống như là cái vòi của con mực vậy đó. Trong những cái khu vực Bô Xít cũng là để khống chế cái tuyến đường này. Mục tiêu họ đào những đường hầm là họ khống chế tiếp viện từ quân khu 7, quân khu 9 để chúng có thể đánh sập đi cái đập Trị An cho khu vực biên hòa. Cho cái khu vực biên hòa. Có thể nó quánh tới vấn đề là nó chiếm luôn cái sân bay quân sự nữa. Và Sài Gòn để làm rối loạn chiến sự nổ ra. Ngoài ra chúng có thể đầu độc hầu hết các nguồn nước, sông, ngòi, suối, hồ, biển. Làm sao mà nói hết được những âm mưu thâm độc của cái bọn mà Tây độc Âu Dương Phong ngày nay, của cái bọn Tào Khổng, Tập Cận Bình. Còn nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà người dân của mình thì làm thinh, người dân của mình thì cứ phớt lờ, không ai biết mẹ hết trơn. Cứ việc giống như là con trâu, con bò vậy đó, đi làm quần quật xong rồi về nhà, bắt đầu là ăn uống xong rồi, bắt đầu là nghe trên đài truyền hình hoặc là lên tivi coi ba cái chương trình xám xí như vậy đó thì ok. Con sao này nó hung con sao kia, hoặc là con này nó vấn đề là kêu bằng nó là mẹ nó ra, nó mới hôm qua nó đi ra nó bị quẹt dọn cái, hoặc là con sao điện ảnh kia bị mất cái điện thoại, hoặc là chia tay, hoặc là nhìn thấy ngồi uống nước với thằng này thằng nọ thì hay lắm. Cái gì nó cũng biết hết trơn á. Nhưng mà những cái chuyện mà ở trong nước như vậy đó là không bao giờ ai biết hết. Tức là nó làm sao mà cho người dân Việt Nam giống như con bò, chỉ ăn rồi cứ hưởng thụ thôi. Lên trên đài bắt đầu nó mở lên những cái chương trình này kia kia nọ. Một tí nữa Lisa sẽ nói về cái mưu đồ mà ở trên những cái đài truyền hình, tại sao mà nó lại làm như vậy. Cho nên Lisa chỉ có tạm thời vấn đề là làm một cái câu thơ để mà gửi tới cho những cái người ở tại Việt Nam. Đây là một cái câu thơ của một chí sĩ ngày xưa.
người ta đã làm mà nó áp dụng vào thời đại bây giờ cũng thấy đúng. Bởi vì nước 4.000 năm mà hồn chưa tỉnh, dân 90 triệu mà giấc ngủ vẫn còn say. Không biết anh say cho đến lúc bao giờ, khi tỉnh dậy thì không còn nước Việt. Nó đau lòng như vậy đó. Nó đau đớn như vậy đó. Nha. Nó rất là đau đớn. Nó rất là đau lòng ở cái chỗ như vậy đó. Cho nên nó thật đau lắm. Mà bây giờ mình không biết nói như thế nào. Chị ơi chị, em có nghe nói rằng ca sĩ Mai Khôi gì đó có vấn đề là qua bên Mỹ trình diễn mà không có chịu đứng với cờ vàng, phải không chị? Cái cô ca sĩ hay là lồi sĩ hay là nghệ sĩ gì đó ở bên đây, chị nghe không có nghe nói tới cái tên này là ca sĩ, nghệ sĩ gì cả. Chỉ là một cái người mà đi hát, vấn đề là kêu bằng là phòng trà vũ trường thôi. Chứ từ đó giờ chị chưa biết, chị không có nghe nói ca sĩ này bao giờ, bởi chị không có coi mấy cái lũ mà sướng ca vô lội. Nhưng mà chị cũng nghe đâu một số người bạn của chị nói về cô này mấy ngày nay rồi. Và cô ta cũng đã viết một cái lá đơn để mà xin lỗi rồi. Thì sẵn đây chị gửi tới tất cả những người đấu tranh. Đảng Cộng sản Việt Nam nó còn trình in ở tại Việt Nam, nó không cho người dân có quyền để mà tự do. Chứ nếu Cộng sản Việt Nam bây giờ giác trưng cầu dân ý để cho người dân, vấn đề là chọn màu cờ, bảo đảm 100% họ treo toàn là cờ vàng không. Chỉ có những cái lũ đảng viên, những cái lũ mà vấn đề là kêu bằng năm vùng mới là treo cây cờ chó đẻ của Đảng Cộng sản, cây cờ móc tháng đó mà thôi. Cho nên những người nào, những cá nhân nào, những tổ chức nào mà anh đấu tranh, mà anh giả vờ anh tự đưa ra một cây cờ hoặc là anh từ bỏ cờ vàng thì coi như con đường chính trị của anh, đảng phái của anh đã bị tiêu diệt ngay tại khúc này. Bởi vì người dân Việt Nam người ta không tin tưởng anh. Tại sao vậy? Bởi vì cây cờ vàng có từ thời vua Thành Thái và cho đến đệ nhất là và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, đã bao nhiêu máu xương của người ta đã đổ xuống như đó, đã bao nhiêu anh hùng đã bảo vệ cho tự do và dân chủ đã đổ xuống đó. Cho nên bây giờ bất kỳ một cá nhân nào, một tổ chức nào mà khi đấu tranh để mà lấy lòng dân mà không đứng với cờ vàng ba sọc, hoặc là tìm một cái mưu đồ để mà chối bỏ cờ vàng ba sọc, tức anh đã chối bỏ tiền nhân của anh, anh chối bỏ những người mà đã đấu tranh cho dân chủ ngã xuống như vậy, thì liệu anh có chính nghĩa hay không? Liệu người dân có ủng hộ anh không? Cho nên đừng tưởng người dân Việt Nam là dại khờ, đừng tưởng người dân Việt Nam là không hiểu biết. Ngày nay kể cả ở Việt Nam, các em tuổi trẻ và người dân, người ta đang sôi sục lên để mà người ta mong cho cờ vàng để mà trở lại Việt Nam. Bởi cây cờ đó là cờ của tự do và dân chủ. Cho nên bất luận như thế nào nha, một tổ chức nào, một cá nhân nào, một hội đoàn nào mà có một cái mưu đồ hoặc là có một cái vấn đề là kêu bằng là âm mưu mà để muốn bỏ cờ vàng, không đứng với cờ vàng để lôi kéo người dân, thì coi chừng anh sẽ bị chết ngay tức khắc. Anh sẽ bị người dân người ta nhổ nước miếng vào mặt, người ta đấm vào mặt của các anh. Lisa chỉ nhắn gọn nha thôi. Cho nên đừng có làm cái trò mà vấn đề là mất dạy này nha. Thằng chó đẻ đảng đĩ ngày xưa nó cũng giả gài miền Nam Việt Nam vào Việt Nam, gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, lấy cái biểu tượng là cờ nửa đỏ nửa xanh. Ngày xưa nó cũng nói là tôi không thích cờ vàng ba sọc, tôi không thích cờ đỏ máu tháng của thằng Bắc Việt, cho nên tôi lấy cái cờ nửa đỏ nửa xanh là cờ riêng của đảng phái tôi, là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Mà rốt cuộc rồi khi thằng chó đẻ đảng Cộng sản đã đi, đã vào cướp miền Nam Việt Nam rồi, thì cái lũ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lộ chân tướng ra là người của đảng đế. Và đương nhiên cái cờ chó đẻ, cái cờ mà nửa đỏ nửa xanh, cái cờ tắc kè đó đã liêm vào thùng rác của lịch sử. Các bạn nào, những người nào ở tại miền Nam Việt Nam đó, họ đã nhìn thấy được cái điều này. Và ngay cả chủ tịch của vấn đề là kêu bằng đảng phái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là con đế Nguyễn Thị Bình thì lại đưa ra ngoài Hà Nội để mà làm phó chủ tịch thôi, chứ không được lên một chức vụ gì cao cả. Còn những thành phần mà lợi dụng ở tại miền Nam Việt Nam để mà đánh
để mà giúp đây là phá hoại miền Nam Việt Nam, thì rốt cuộc đi về giường để mà cấm câu. Cho nên lịch sử Việt Nam đã có tình trạng này xảy ra rồi. Cho nên ngày hôm nay, bất luận con mén nào, bất luận tổ chức nào, bất luận những kẻ nào, bất luận những đảng phái nào mà lên trên đây mà tìm cách đấu tranh mà muốn dẹp trừ cờ vàng ba sọc, thì coi chừng người ta tát vô trong mặt của tụi bay ngay. Cái lũ súc vật, cái lũ chó. Đừng bao giờ mà đem những cái luận điệu hòa hợp hòa giải, đừng bao giờ mà giả bộ tự vỗ ngực xưng tên thế thiên hành đạo cho mình là đấu tranh cho dân chủ rồi tìm cách để mà diệt cờ vàng, nhớ chưa? Các tổ chức, các hội đoàn cho đến cá nhân nào mà đấu tranh cho tự do dân chủ là tiếp bước theo truyền thiền, theo vấn đề là kêu bằng đó là những bậc truyền nhân của mình, tức là những vị anh hùng mà đã bỏ xương máu xuống để đấu tranh. Nếu bây giờ anh đấu tranh mà tự vọng, anh đưa một cây cờ của anh lên không có nghĩa gì cả. Anh đưa cờ hồng, anh đưa cờ xanh, anh đưa cờ trắng lên, cây cờ đó có bao nhiêu người đổ máu cho tự do và dân chủ không? Cây cờ đó đã làm được cái gì cho dân tộc Việt Nam hay không? Cây cờ đó có những này là đi vào, những này là kêu bằng làm vào những cái giai đoạn mà của Việt Nam hay không? Ở tại đất nước Việt Nam chỉ có cờ đó là cờ máu thác của lũ cộng sản Việt Nam, của thằng Hồ Chí Minh đem về để mà đánh với Việt Nam Cộng Hòa là cờ vàng. Chỉ có hai cây cờ thôi. Cho nên đối với người Việt ở trong và ngoài nước chỉ có hai chuyến tuyến. Một là anh là Việt Nam Cộng Hòa thì anh đấu tranh cho tự do dân chủ, anh phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ, bởi anh đã tiếp nối theo các bậc tiền nhân, những người vị anh hùng đã đổ xương đổ máu cho tự do, cho dân chủ. Còn hai là anh không đấu tranh cho tự do dân chủ thì anh đứng về phía của cái đảng đế, tức là bán nước hại dân, giết chóc đồng bào. Chỉ có hai đường mà thôi. Một là Cộng Hòa, hai là Cộng sản. Anh không thể làm người thứ ba là Cộng Long được. Bởi nếu là Cộng Long thì coi chừng anh sẽ lông bông, anh sẽ lông nhông, anh không còn con đường chính trị của anh nữa. Cho nên Lisa xin gửi tới tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam cũng vậy. Tất cả những tổ chức nào ở Việt Nam, tất cả những cá nhân nào ở Việt Nam, tất cả những đảng phái nào mà những là đấu tranh từ trong nước cho tới hải ngoại, anh đấu tranh cho tự do dân chủ, anh lấy cây cờ riêng của đảng phái của anh là quyền của anh. Nhưng khi mà anh kêu gọi toàn dân Việt Nam để chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc anh muốn phô trương đảng phái của anh, thì bắt buộc anh phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ. Bởi cờ vàng ba sọc đỏ nó đã được tung hoành trên toàn thế giới. Nơi nào có cộng đồng người Việt ở là nơi đó cờ vàng bay ngạo nghễ. Anh không thể nào đem một cây cờ của đảng phái của anh, hoặc là anh đem một cây cờ của tổ chức của anh mà để anh thay thế được cây cờ vàng ba sọc đỏ. Thứ nhất, quân đội của anh ở đâu? Anh đã làm được cái gì chưa? Nha, anh đã làm được cái gì chưa? Người của anh có đổ máu chưa? Người dân Việt Nam có biết không? Tự nhiên đâu anh nghĩ là anh đưa cây cờ màu này màu nọ anh tự vẽ ra. Lisa cũng tự đưa lên cây cờ của Lisa được vậy. Nhưng mà chỉ là cá nhân của Lisa, hoặc là hội đoàn, hoặc là những tổ chức của Lisa mà thôi. Nhưng khi về mục tiêu chính, mà khi đã kêu gọi tới đồng bào Việt Nam, đã làm cho mọi người đều biết, thì anh phải tôn trọng đứng dưới cây cờ vàng ba sọc đỏ. Cũng như ở tại nước Mỹ, 50 tiểu bang, mỗi một tiểu bang có một cây cờ biểu tượng của mình, là cây cờ đó ở tiểu bang California, cái có cây cờ biểu tượng cho tại Houston, Texas, có cây cờ biểu tượng cho Washington DC, có cây cờ biểu tượng cho New York, mỗi một tiểu bang đều có một cây cờ, nhưng họ phải chấp nhận để cây cờ mà vấn đề là của liên bang Hoa Kỳ, là cây cờ của Mỹ, là cờ Mỹ 50 ngôi sao, họ phải đưa cây cờ đó lên. Không có một tiểu bang nào mà họ vứt bỏ cây cờ của liên bang Hoa Kỳ, của toàn dân Mỹ, mà lấy một cây cờ của tiểu bang của họ lên đó. Cho nên những kẻ nào mà đấu tranh mà ngày hôm nay mà còn ấu trĩ, mà còn bắt đầu là kêu bằng là ngây thơ, nhưng mà Lisa nghĩ không ngây thơ đâu. Họ có mưu đồ rõ ràng, cho nên phải đập thẳng vào mặt của họ, nhớ chưa? Anh muốn lấy cây cờ nào đó là quyền cá nhân của anh, nhưng khi anh đã đi vào chung một cộng đồng hòa chung để cho mọi người biết rồi, thì anh phải nên đứng dưới cây cờ mà vàng ba sọc đỏ là cây cờ của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới ngay bây giờ, nha. Cho nên chị không cần phải nói lại nữa.
Mặc dù rằng cô Mai Khôi này đã xin lỗi rồi, chị không thèm muốn nói. Chị cứ để con như thế nào để mà chị giả bộ, chị im lặng hõm rài, để chị coi nó lồi ra thêm một cái phe phái nào, kẻ nào đứng sau lưng của cái cô Mai Khôi này. Bởi cô Mai Khôi này chỉ là một con ếch từ ở trong những này là nước đi ra bên hải ngoại, chưa biết gì cả. Cho nên muốn tìm ra cái dây mơ rễ má của cái cô này để mà Lisa đập đầu cho mày chết mẹ mày luôn. Cho nên đừng bao giờ dùng những cái luận điệu mà những này là tờ cái bằng là qua đây mà để tuyên truyền qua đây mất công nha. Rồi, trả lời cho em như vậy. Chị nhận được một cái mật tin. Tức là các em thấy đó, thằng Nguyễn Xuân Phúc bây giờ nó bị nghi kỵ là liên kết với vấn đề là thằng Trần Đại Quang. Cho nên cái nhóm tình báo Hoa Nam của thằng Nguyễn Phú Trọng đang ra lệnh đánh thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này tơi bời bằng những cái tờ báo mà của những đại gia ở miền Bắc khui ra. Tại sao con rể của vấn đề là ông Nguyễn Xuân Phúc tay không trắng tay mà lại có tài sản kết xù như vậy? Cho nên bây giờ thằng Nguyễn Xuân Phúc nó không muốn nó là cái bóng, không muốn là con chó của phe tình báo Hoa Nam của ông vấn đề là thằng Tổng Lũ nữa. Cho nên nó đã công khai mở những cái diễn đàn để mà nó la tiếng, nó nói, nó chửi thẳng. Thằng Nguyễn Xuân Phúc nó muốn nó là một thủ tướng thực quyền. Cho nên các em thấy hổm rài, người ta thấy rất là lầm lạ. Nó đã im lặng rất là lâu nhưng mà bây giờ nó đã ra lệnh cho điều tra những doanh nghiệp mà làm ăn thua lỗ hoặc là làm sai luật pháp. Nó đã bắt đầu nó lên trên đài truyền hình nó nói, thì đương nhiên nó điều tra sẽ đụng chạm tới cái nhóm tình báo của anh em. Thật ra thằng Nguyễn Xuân Phúc này rất là nóng nảy. Nó không như là những đây là thằng Trần Đại Quang đâu. Thằng Trần Đại Quang các em thấy không, nó không có nói nhiều. Những thằng như vậy mới là nham hiểm đó. Nhưng mà hai thằng này đó, những thằng như vậy đó, như thằng Trần Đại Quang mới là thằng nham hiểm. Và thằng Trần Đại Quang, cái gương mặt của thằng Trần Đại Quang là một thằng nó làm việc nó rất là cẩn thận. Nó cẩn thận hơn. Những cái kế hoạch hoặc là đường đi nước bước của nó đó là nó rất là cẩn thận. Nó không nóng nảy như là thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai thằng này có một cái tính giống nhau ở chỗ là đều thù và để trong bụng, trong lòng cả. Cho nên các em thấy rằng thằng Nguyễn Bá Thanh đó, khi mà nó đòi điều tra ra đó, thì thằng này nó đã âm thầm nó để trong bụng để nó mượn tay tình báo Hoa Nam giết thằng Nguyễn Bá Thanh. Đó cũng là đặc tính của vấn đề là kêu bằng là những người miền Trung. Thằng Nguyễn Xuân Phúc cũng là người miền Trung, thằng Trần Đại Quang cũng là người miền Trung. Cho nên sau khi mà vấn đề là hai thằng này mà nó liên kết với nhau rồi thì các em hãy yên tâm. Liệu thằng Nguyễn Phú Trọng nó có thể rằng nó bị ám sát, và cũng có thể thằng Nguyễn Phú Trọng nó sợ nó bị ám sát, cho nên kỳ này đó ha, nó tung ra là nó bắt đầu nó tìm cách để mà nó kiêm luôn cái chức chủ tịch nước của thằng Trần Đại Quang, để nó sợ thằng Trần Đại Quang và thằng Nguyễn Xuân Phúc này liên kết với nhau để ám sát nó hoặc lật đổ nó. Cho nên nó qua bên Tàu Cộng, nó yêu cầu có chuyện gì là phải gửi quân đội qua để mà giải vây cứu nó. Ừ, các bạn thấy không? Mặt khác thằng Trần Đại Quang với Nguyễn Xuân Phúc nó đã cho người đi bí mật gặp mặt các nhà đấu tranh dân chủ ở tại Việt Nam. Và những cái tướng lãnh trong quân đội ngày hôm nay đã bất mãn, và họ đã bí mật từ một cái kế hoạch táo bạo hơn là họ tìm cách để áp sát thằng Tổng Lũ này vào cái dịp 30 tháng 4 hoặc là lúc nào mà ra đại hội đảng, họ sẽ tìm cách họ cho giang hồ giả bộ để mà ám sát, họ ném đá giấu tay. Cho nên bây giờ thằng Nguyễn Phú Trọng, cái mạng chó của thằng Nguyễn Phú Trọng nó đang nằm ở trên ngàn cân treo sợi tóc. Và chị nhận được một cái tin là bây giờ đó là bây giờ họ run sợ đến mức độ mà bây giờ đó là kể cả thằng Đinh Thế Huynh bây giờ mỗi lần nó ăn cơm là nó phải kiểm tra hết, nó coi những cái đồ ăn của nó có độc hay không. Thậm chí nó không dám ăn cơm trong cơ quan, nó về nhà vợ con của nó để nó ăn, nó không dám ăn. Bây giờ vui lắm, ở trong đảng bây giờ nó nghi kỵ với nhau giống như cái nồi cháo heo vậy đó, không thằng nào dám ăn cho nó cơm cơ quan nấu để đó, mẹ nó ra nó làm thinh nó không dám ăn. Bởi vì một thằng nào đó làm lớn nó giao bộ nó tới, nó muốn thanh trừng thằng đó thì ở trong cơ quan mà múc từ tô để từ phần ăn cơm ở trong tập thể đó, thì nó để mẹ đồ độc nó chấm để cho thằng này nó ăn, để cho nó thuốc mẹ nó, cho thằng này nó chết mẹ nó đi. Trời ơi, tình báo Hoa Nam mà chuyện gì nó không làm.
Đó, bởi vì bây giờ ta nói Tâm Đạt bây giờ nó giống như cái nồi cháo heo vậy đó. Đó. Cho nên thằng Phúc và thằng Quang nó đã thống nhất, tức là kỳ này phải tạo thế cờ lật ngược để cho phe miền Trung lên nắm chức tổng bí thư và trả đũa cái phe của thằng Trọng Lúc đã đi đêm và sang họp với thằng Tàu Cộng, mà không hề có phe nào miền Trung đi cùng cả. Trời ơi, tao nói phe thằng Trần Đại Quang với thằng Nguyễn Phương Phúc bây giờ tao nói nó tức điên lên luôn. Kể cả phe miền Nam bây giờ nó đã bị thất sủng rồi, tức là Nguyễn Tấn Dũng nó đã về giường rồi, bởi thằng Nguyễn Tấn Dũng theo Mỹ lộ liễu chống Tàu. Bây giờ các bạn thấy không, tao nói tao chặt di chặt cảnh mẹ cho tao nhổ lông mày y như là con gà trụi lũi. Bây giờ thằng Nguyễn Tấn Dũng bây giờ tao nói ngồi đó không có một cái gì cả, tao nói giống như con cá bây giờ nó đánh vẫy. Cho nên phe miền Nam bây giờ là không còn cái gì cả, bây giờ chỉ có phe miền Trung mà thôi. Đó. Cho nên phe miền Trung ta nói nó tức mà nó muốn trào máu họng nó ra, bởi vì đi qua bên Tàu Cộng ký những cái văn bản như vậy toàn là đưa vấn đề là người của thằng chó đẻ Trọng Lũ đi qua bên Tàu. Phe miền Trung nó không thèm đếm xỉa tới, nó không thèm nói một câu nào với phe miền Trung hết, để cho thằng Trần Đại Quang với thằng Nguyễn Xuân Phúc được kia những này là kêu bằng ở trong nước ngồi chơi xôi nước đi đã vậy rồi, nó còn về nó tung lên những cái đài tivi đồ kia để mà nó yêu cầu nó ký 15 cái văn bản. Tao nói thằng Trần Đại Quang, tao nói trời ơi, tao nói nó ngồi mà các bạn á, máu họng nó muốn trào ra ngoài. Ở trong đảng đĩ là vậy đó. Thằng Trần Đại Quang với Nguyễn Xuân Phúc nó cũng không có vừa, nó không có yêu nước con mẹ gì đâu. Chẳng qua là trong cái nội bộ nó thanh trừng với nhau vậy thôi. Thằng Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc nó cũng đã muốn là vấn đề là kêu bằng là dè vuốt vấn đề là thằng Tàu Cộng, bằng cách là nó hứa với tình báo Hoa Nam, nếu mà phe miền Trung mà được đảng Cộng sản Tàu Cộng hỗ trợ nắm quyền để mà thay thế thằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tức thằng Trọng Lú đó, thì nó sẽ để cho miền Trung mở cửa để cho Tàu Cộng đi vào làm căn cứ. Mà các bạn thấy hiện nay miền Trung nó đang mở mẹ cửa hết trơn. Các bạn thấy từ những cái đập thủy điện xả nước hay gì là toàn bộ là lĩnh của thằng tình báo Hoa Nam không? Thậm chí ở tại miền Trung bây giờ khách cái bằng đó là Tàu Cộng nó đi ào ạt vào, nó ăn chơi thả cửa ở tại miền Trung, nó lan xuống tới Đà Nẵng rồi Nha Trang rồi Khánh Hòa rồi kia, ta nói vậy nó ăn chơi hết trơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì miền Trung đã được bảo vệ đặc biệt. Đây là cách mà phe miền Trung nó đang muốn lấy lòng cái giới lãnh đạo của thằng Tàu Cộng. Cho nên tánh mạng của thằng Nguyễn Phú Trọng, Lisa nghĩ rằng từ đây cho tới cuối năm 2017 thằng này không bao giờ giữ được tánh mạng. Mà lãng quảng là nó về, sau khi nó ký xong 15 văn bản về, người ta chửi quá hoặc thanh trừng quá, nó cũng giả bộ nó đi về giường để cho nó yên thân, giống như thằng Lê Khả Phiêu vậy đó. Bởi vì thằng Lê Khả Phiêu sau khi mà ký năm 1999 mà dân vấn đề là cái đường biên giới xong rồi đó, thì về bắt đầu là kêu bằng nó là tự động nó đi về giường đó, cho nó ngồi tới bây giờ nó trồng một cái giường rau thuốc ở trên sân thượng để mà nó ăn, nó sợ chết vậy đó. Tao nói cái lũ này nó ngục vậy đó, nó khốn nạn như vậy đó, nó ngu như vậy đó. Thấy không? Mà cũng chưa chắc đâu nha. Thằng Trọng Lú là một cái thằng mà nó nham hiểm, mặc dù nó ngục nó ngu vậy chứ tình báo Hoa Nam của nó nham hiểm dữ lắm. Nó đã vội vã nó hợp với thằng Tô Lâm rồi. Nó hợp với thằng Tô Lâm rồi nha. Nó hợp với thằng Tô Lâm để mà nói vấn đề là kêu bằng kêu những cái bộ phận cấp dưới của nó đó, của Tô Lâm đó, vấn đề là kêu bằng nó hợp với nhau. Thằng Tô Lâm là bộ trưởng Bộ Công an, mà thằng Tô Lâm này là đệ tử ruột của thằng Trần Đại Quang. Nó thấy sư phụ của nó đưa vô làm chủ tịch nước ngồi chơi xôi nước, trong khi ngày xưa làm vấn đề là kêu bằng là bộ trưởng công an, tiền biết bao nhiêu người ta đem tiền tới cá đốc, bây giờ vô ngồi ô mẹ ngồi chơi xoay nước trong phủ chủ tịch có cái mẹ gì, có cái đéo gì, ngồi nhổ lông ở trong tổng không có cái gì. Cho nên bây giờ đàn em của vấn đề là kêu bằng thằng Trần Đại Quang là nằm ở trong Bộ Công an hết. Cho nên thằng Tô Lâm này bây giờ nó đang theo, nó làm con chó trung thành cho vấn đề là thằng Trọng Lú. Thì bây giờ phe phái của thằng Trần Đại Quang nó đang thân với cái nhóm này, nó đang nằm rải rác ở trong Bộ Công an, nó đều biết những điều gì mà trong Bộ Công an là thằng Trần Đại Quang nó đều biết hết. Cho nên kỳ này đó, nếu mà thằng Trọng Lú sau khi nó ký văn bản nó bán cái nước Việt Nam rồi, nó về mà nó có xin về hưu, bởi nó diện cái cớ là nó vì sức già tuổi yếu này kia kia nọ đó, cho nên thôi để các đồng chí lại, thì chắc chắn phe miền Trung nó sẽ nắm chắc.
Còn nếu mà bây giờ mà phe miền Trung nó không lên, nó thay thế thằng Trần Đại Quang, không lên thay thế Tổng Bí Thư đó, thì coi chừng nó sẽ ra tay, nó ám sát thằng Trọng Lú. Bởi thằng Trọng Lú đang yêu cầu để cho thằng Đinh Thế Huynh đi vào để mà thay thế cái chức Tổng Bí Thư. Bởi vậy mà cho nên vấn đề là kêu bằng các bạn thấy cái người Cộng sản không? Thằng Cộng sản á, là nó là vua nghi kỵ, nó là vua độc ác, nó là vua nham hiểm. Trong đảng Cộng sản không ai tin ai cả. Giả bộ vô trong cuộc họp nói cho mẹ nó ra Tràng Giang Đại Hải, các bạn thấy ở trên quốc hội không? Thằng nào nó lên cầm những đề là kêu bằng là nói thao thao xong ra nó thuốc cho mẹ chết mẹ mày luôn. Giả bộ nó cười vậy đó. Giả bộ đồng chí ơi, chúng ta sẽ đoàn kết với nhau, được kêu bắt tay, nhưng mà bắt đầu buông ra khỏi cuộc họp là bắt đầu nó rỉ tay với nhau, nó nói nhỏ với nhau, mày thanh trần nó, mày này kia mày nọ. Nó nói xấu với nhau, các bạn thấy trong những cái cuộc họp mà nó chửi với nhau y như là chó mà với mèo vậy đó, các bạn thấy rõ ràng ngày hôm nay đó. Cho nên nói về mà nham hiểm mà thâm độc thì không ai bằng được thằng Cộng sản Việt Nam hết đâu. Bởi vì quỷ với quỷ mà, hễ con quỷ nào mà âm mưu cao hơn, con quỷ nào mà giỏi hơn thì sẽ chiến thắng mà thôi, chỉ có như vậy mà thôi nha. Hôm nay Tổng cục 2 đã chia 5 xẻ 7 rồi. Bởi vì Tổng cục 2 là nằm trong quân đội, mà bây giờ thằng Tổng Lú nó đòi vô tới quân đội luôn nữa, cho nên nó chia 5 xẻ 7. Chia 5 xẻ 7 từ khi mà nó vấn đề là kêu bằng cho thằng Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải trao lại cái chức vấn đề là kêu bằng đó là quân đội. Cho nên bây giờ nó thành lập ra cái Tổng cục 1 để mà điều tra những cái con chó nào mà chuẩn bị mà chống Tàu Cộng, không đưa cho vấn đề là dân tộc Việt Nam thì chết. Thì chết. Lisa còn nhận được một cái mật tin đó, là những cái đài truyền hình đó, ta nói nó vui lắm à, ta nói ở Việt Nam nó vui lắm. Những cái đài truyền hình bây giờ đó, nó chia 5 xẻ 7. Hello, Lisa trở lại với quý vị. Không biết cái đường truyền nó như thế nào, Lisa trở lại. Cho nên bây giờ Lisa hiến một cái kế về biểu tình là như thế này. Bây giờ ở bên nước ngoài đó, thế giới người ta đang lên án thằng Cộng sản Việt Nam là không cho biểu tình. Bởi vậy mà bây giờ các bạn ở trong nước Việt Nam đó, những cái hội đoàn nào hoặc toàn dân Việt Nam đó, nếu mà có xuống đường biểu tình đó là làm những cái băng rôn bằng tiếng Anh cho Lisa. Tức là xuống dưới đó làm cái băng rôn bằng tiếng Anh, chỉ cần ghi là Freedom for Việt Nam. À, hoặc là ghi bằng tiếng Anh là Freedom for Việt Nam, chúng tôi muốn được quyền biểu tình như là Cộng sản, như là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc vậy đó. Cầm những cái băng rôn bằng tiếng Anh không, rồi nếu mà Đảng Cộng sản mà nó có ra lệnh cho công an hoặc là cơ động đó mà ào tới đó mà để mà đàn áp hoặc là đánh đập người dân đó, thì chúng ta quay hết những cái video đó để gửi ra bên nước ngoài cho nhân quyền người ta nhìn, cho thế giới người ta thấy là chúng tôi đòi cái quyền biểu viết bằng tiếng Anh nha. Phải cầm băng rôn bằng tiếng Anh không đó. Bằng tiếng Anh không tức là tôi muốn được quyền sống. Tức là I don't want to die, tức là tôi không muốn chết. Tôi muốn có nhân quyền, tôi muốn freedom for Việt Nam. Đó, cầm cái bảng như vậy đi, rồi coi thằng Cộng sản Việt Nam nếu mà nó đàn áp, tức là nó đã đàn áp, nó không muốn cho người dân có nhân quyền, mình có cái cớ để mình đưa lên Liên Hiệp Quốc. Sau khi mà mình biểu tình, mình cầm những cái bảng hiệu bằng tiếng Anh như vậy, mình quay video để mình coi mình thử thằng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Nếu thằng chó đẻ đảng đỉ mà nó đàn áp là mình quay cho cả thế giới nó coi, biết không? À, còn khi mà thí dụ mình mà biểu tình mà bạo động đó, hoặc là khi mà nó đàn áp mình liệm bơm xăng đó, thì đừng có quay phim cho nước ngoài với chân. Các em khỏi cần quay phim. Chỉ quay phim khi mà xe tăng rồi của nó, hoặc là xe cứu hỏa nó tới thì mình quay thôi. Mình còn mấy cái đó mình đừng làm quay. Lisa chỉ cho mình đừng làm quay. Khi mà đã dùng bơm xăng là phải chia ra nhiều địa điểm. Tức là trong cái quận nhất đó là phải chia ra 7-8 nhóm để mà mình liệm. Tức là mình dương đông kích tây đó, mình chọi bơm xăng ở chỗ này, khi mà xe cứu hỏa nó tập trung tới chỗ này thì ở chỗ kia bắt đầu mình chọi bơm xăng vô những cái đồn công an đồ kia của nó. Khi mà xe cứu hỏa của nó mà tháo chạy về hay gì rồi là mình tìm cách mình chọi theo xe cứu hỏa của nó cho trái banh tành luôn. Tức là cái chiêu mà dương đông kích tây, mình đừng bao giờ mình tụ tập lại một chỗ. Tức là
anh em hoặc là cộng đồng Việt Nam phải chia cho thật là nhiều. Thí dụ bây giờ ở quận nhất, thí dụ như ở đây biểu tình rồi, trội bơm xăng ở đây rồi, nó tụ tập ra quận nhất, thì ở quận 3 mình làm, ở quận 5 mình làm, ở Bình Tân mình làm, bắt đầu để cho nó kêu bằng tán loạn ra như vậy đó, nó mới vui, hiểu không? Đó. Cho nên đừng làm tập trung vô một nơi một, mình phải chia đều ra, phải rải rác ra. Và làm sao mà người dân Việt Nam có ý thức để mà cùng chung với vấn đề là mọi người dân ở Việt Nam. Thời buổi này là thời buổi, vấn đề là chúng ta phải, vấn đề là biểu tình phải làm như vậy. Phải dương đông kích tay như vậy mình mới thắng được. Khi mà nó đem xe cứu hỏa đi ra để mà nó đàn áp người dân, hoặc là nó đem lựu đạn cai, hay là tới nó bắn rồi đó. Người ta có chỉ cho Lisa hôm qua, chỉ cần đeo, cầm cái khăn lạnh đó, chỉ cần để ngay con mắt là không có còn cai nữa. Nó vô hiệu quá trơn. Cho nên cứ dịp sau khi mà nó ùm ùm ra để nó dẹp, thì còn có một hai thằng ở trong cái đồn thôi, hoặc trong phường thôi, thì cứ chơi bơm xăng chọi mẹ nó vô trong trọng, cho tụi bay biết mặt vậy thôi. Chọi thẳng vô, chọi thẳng bơm xăng vô. Cho nên chọi bơm xăng vô từng cơ quan của công an phường nè, công an xã nè, công an quận nè, hoặc là luyện bơm xăng cho nó cháy. Những cái vấn đề là kêu bằng là chợ cũng càng tốt nữa, các em cứ làm đi. Tại vì những cái siêu thị được kêu là của thằng Tạo không à. Chị Lisa ơi, chị hay tin gì chưa? Hôm nay phụ huynh nhà trường thông báo mỗi một người phải mở tài khoản trong ngân hàng đó. Thì đó, chị đã nói rồi, nó sẽ cướp từ từ thôi. Bây giờ nó thấy người dân rút tiền ở trong, nó không cướp được thì nó cho bộ nó dụ nó ra cái chiêu như vậy thôi, không có gì chứ. Chị còn nghe nói nữa kìa, chị còn nghe nói động trời nữa. Động trời tức là bây giờ vàng ở tại Việt Nam SJC mà ngày xưa chị nói vàng quá chất đó, bây giờ đem ra bán nó không mua nữa kìa. À, bây giờ đem vàng nó ra bán nó không mua, bởi nó biết nó là vàng quá chất, vàng giả rồi, cho nên nó đâu có thèm mua đâu. Bây giờ lãng quạng đi thử cái vàng này ra, tao nói người giàu ở Việt Nam chuẩn bị nhảy lầu bây giờ đây nè đó. Chị đã nói rồi, trời ơi, chị đã nhận được cái tin tức là chị đã lên tiếng, chị nói hết trơn rồi nha. Chị Lisa ơi, ở quê em có anh tên là Nguyễn Văn Hóa, đi làm ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh ấy làm phóng viên chống đối lại đảng Cộng sản, đảng Đĩ. Em cầu xin chị nên lên nói vụ này trong khai dân trí tối nay, để em xây lên Facebook cho mọi người biết được không ạ? Em cũng cảm ơn chị đã khai thông cho em suốt 18 năm đã bị lũ Cộng sản nhồi nhét thành đứa đần độn. Chị ơi, quê anh, ở quê em có anh đó tên là Nguyễn Văn Hóa, đi làm ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh ấy làm phóng viên, nhưng anh ấy đã chống lại đảng Cộng sản. Em cầu xin chị lên tiếng vụ này. Thì đó, chị đã lên tiếng rồi đó. Không riêng về anh này đâu, ai làm phóng viên, ai làm bất kỳ cái gì là nó cũng vậy hết trơn á. Nha. Lisa ơi, Lisa kêu gọi mọi người tham gia biểu tình nên mang khăn tay theo. Nhưng khủng khiếp hơn, nó sẽ sử dụng chiêu đã đàn áp thành công người thượng ở tại Tây Nguyên. Tôi là một người dân thượng. Bọn chúng đã dùng ớt cay, nó xoay nhuyễn ra và nó cho vào bồn xe chữa cháy để mà phun vào đám đông. Chiêu này là do thằng chó đẻ công an Trương Văn Vệ, nó đã ra lệnh và đàn áp người dân ở tại Tây Nguyên. Cho nên bây giờ tôi nghi lắm, ớt ở tại Việt Nam mắc dễ sợ. Trước đây 1.000 đồng mấy chục trái ớt, bây giờ 1.000 đồng chỉ có 2 trái hoặc 3 trái ớt mà thôi. Đeo cái bảo hiểm vô, đeo cái nón bảo hiểm vô, nồi cơm điện đeo vô. Cho nên đó, Lisa hiến kế cho các bạn biểu tình đó là phải cầm cái băng rôn bằng tiếng Anh. Bởi vì thế giới người ta không biết người Việt Nam mình biểu tình như thế nào. Thằng Cộng sản nó giả bộ, nó nói người dân mình là phá rối này kia nọ. Cho nên tất cả những người ở Việt Nam đi biểu tình trên tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ, hoặc là biểu tình mà quay video đưa lên trên mạng, các bạn ở Việt Nam đã quên rồi, đã quên một cái chiêu bài là không dùng tiếng Anh. Cho nên các bạn nói rằng là tố cáo ông này cướp đất tiếng Việt Nam không, người nước ngoài người ta đâu có nhìn. Cho nên các bạn phải ghi bằng tiếng Anh là nó tới nó cướp nhà bằng tiếng Anh.
Nó giết con tôi, they kill my son, phải dơ lên bằng tiếng Anh. Và I want freedom for Việt Nam, phải cầm cái bảng hiệu bằng tiếng Anh đi người người ngoài đường để cho khách nước ngoài người ta nhìn vô, để người ta đọc, người ta biết được là những người này biểu tình vì cái gì. Cho nên nếu mà cộng an hoặc là những thằng cơ động mà nó chạy tới hoặc là nó giật những cái băng rôn này thì càng làm đẹp mặt cho thế giới người ta thấy nữa. Các bạn thấy cha lý hay không? Ở trong tòa ông ta chỉ dùng cái hành động là ông ta đã đảo cộng sản bằng tiếng Việt, mà khi cái hành động của những thằng chó đẻ ở trong tòa án mà nó bịt miệng tra lý đã cho ta nói tất cả bên hải ngoại này ai ai người ta cũng lên án, người ta coi cái đảng đĩ như là một cái lũ súc vật dồi bỏ vậy đó. Bởi vậy mà cho nên các bạn đừng bao giờ các bạn run sợ mà Lisa hiến kế là các bạn phải làm theo Lisa nha. Chị Lisa ơi, tụi đảng đĩ nó chặn Facebook tất cả ở những tiệm nét rồi chị à. Em phải vượt tường lửa mới vào được Facebook của chị. Chị nên cho mọi người biết những người nào ở tiệm nét và nói cho những khách hàng của mình biết được. Muốn nghe tiếng nói của chị hoặc muốn vào Facebook là phải vượt firewall. Nhà em cũng có máy vẫn vào Facebook âm âm, nhưng khi ra nét thì em thấy lạ lạ rồi, nên em nghi, em thông báo cho mọi người khi sử dụng những quán nét phải vượt tường lửa mới vào Facebook được nha chị. À, hôm ra chị gửi nhiều cái vấn đề là kêu bằng là chị gửi nhiều cái Facebook này cho mọi người rồi. Chị đã gửi nhiều rồi nha. Yeah. Ừ. Chị Lisa ơi, em có một bài bình luận ngắn mong chị đọc cho mọi người và các bạn học sinh sinh viên ở Việt Nam nha chị. Ừ. Mỗi chúng ta ai cũng có gia đình, ai cũng có cuộc sống và có hoàn cảnh riêng, đó là điều bắt buộc. Nhưng bạn không có lỗi khi sinh ra trong nghèo khó, khi sinh ra trong một đất nước không có tự do, mất cả dân chủ. Nhưng nếu chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của các bạn. Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi cuộc sống, cuộc đời. Đó là một phản ứng tự nhiên khi chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Đó là bản năng sinh tồn của chúng ta. Nhưng nếu các bạn sợ hãi chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Nó khiến chúng ta đa nghi, nó khiến chúng ta yếu đuối, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Nó khiến chúng ta dựng hàng rào và tạo ra một vùng an toàn bên trong. Bởi hầu hết những điều đáng thử, đáng sống và đáng làm đều nằm ngoài vùng an toàn đó. Tôi tin rằng mọi người đều có những cuộc độc thoại nội tâm. Tại sao mình lại sinh ra trong một đất nước chó đẻ như thế này? Tại sao lại không có quyền con người như các đất nước phát triển khác? Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với chính bản thân của mình. Mình muốn nói và yêu cầu con tim của mình phải thay đổi như thế nào? Rất nhiều người không dám đứng lên vì sự sợ hãi bao trùm. Họ không tin rằng có điều gì tươi sáng đang chờ đợi họ. Họ nghĩ rằng đây là tất cả những gì họ đáng nhận được. Đó chính là những gì họ cảm thấy. Họ cho đó là định mệnh với cuộc đời của họ. Thế là xong. Đất nước đây là trong những động lực lớn lao nhất của mỗi người. Lòng yêu nước chính là truyền thống của dân tộc ta. Vì vậy, chúng ta phải có hy sinh mới đòi được tự do, mới đòi được chủ quyền, mới đòi được nhân quyền của chúng ta. Đằng nào thì cũng phải chết. Trước khi chết, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ của mỗi người. Hãy cảm nhận hơi thở và cái chết ngay sau gáy của chúng ta. Hãy bật chế độ sống còn lên để lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xã hội chủ nghĩa. Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. Cuối lời, em mong các bạn, học sinh, sinh viên tuyên truyền cho mọi người cùng đứng lên không sợ hãi. Ngay cả em là một sinh viên, em cũng không sợ hãi khi đất nước đang lâm biến như ngày hôm nay. Ừ, cảm ơn em. Em rất là, những này là chí khí. Chị khen em, ca ngợi em nha. Ừ, em rất là giỏi đó. Em rất là giỏi. Chị rất là thích những người mà những này là tuổi trẻ ở trong nước như vậy. Hiểu chưa? Ừ. Chị Lisa ơi, chị có biết ngày 5 tháng 3 2017 sắp tới không chị? À, chị biết mà. À, lời kêu gọi ở bên Công giáo là toàn dân xuống đường. Họ muốn coi cái lòng đoàn kết của người dân như thế nào. Lisa cũng muốn mong coi coi như thế nào. Coi coi các bạn Việt Nam có hưởng ứng được những lời kêu gọi đó hay không. Các bạn có xuống đường hay không nha. Ừ. Lisa cũng như này là chờ đợi coi như thế nào. Ừ. Cho nên Lisa cũng đang chờ đợi đó. Ừ. Chị Lisa ơi,
chỗ em ở Trảng Bom. Tụi Tàu Cộng nó sang đây, nó đã kêu gọi những người nghèo khổ không có công ăn việc làm. Nó đưa mấy cái thẻ yêu cầu đi rút tiền rồi chia tiền ra. Chúng nó nói rằng, Lị có công ăn việc làm gì không? Ở Việt Nam nói không, tôi không có công ăn việc làm chứ hết. Trời ơi, ngọ chỉ cho Lị cái này nè, là kể như giàu lo lắm, giàu to lắm. Bây giờ đó là ngọ có mấy cái thẻ ATM nè, Lị cứ việc cầm ra mấy cái cây mà những này là ATM, nó cứ rút tiền cho ngọ thôi. Cứ ra ngoài rút là 1 triệu, 2 triệu đi. Rồi tới đây là kêu bằng ngọ cho tiền quê hồng để mà làm giàu. Ra đó rút 5 triệu, rồi bắt đầu là kêu bằng là Lị có 1 triệu ở trong tay rồi. À, chị ơi, cho nên những người ở tại xóm của em bây giờ ai ai cũng bắt đầu là chuẩn bị nhận những cái thẻ ATM. Đã bắt được 6 người rồi chị à, nhưng mà không thấy tin tức gì nữa. Chị ơi, cho nên những này là chị hãy nên nói cho mọi người nghe nha chị. À, cái này chị ủng hộ đó em à. Chị ủng hộ. Bởi vì cái đảng nỉ nó đang hết tiền rồi, nó như vậy rồi. Thì bây giờ Tàu Cộng nó vô, nó kêu người dân làm vậy thì các em cứ việc làm đi. Ừ, cái này chị ủng hộ đó. Chứ không có gì mà phải lên án hết trơn á. Cái này vui mà em. Bây giờ ATM bây giờ nó làm sao mà nó dùng thẻ giả tới, nó dùng con chip tới, nó rút mẹ tiền bạc hết trơn. Tao nói con chip của thằng Cộng sản, của cái thằng Tàu Cộng là bây giờ nó dày đặt, nó cài ở trong ngân hàng hết trơn. Cho nên nó dùng những cái thẻ này nó đi ra, chỉ cần nó rẹn cái là ở trong kia nó dùng computer, bắt đầu là nó đánh được, ăn cắp được con chip ở trong ngân hàng, nó lấy mẹ tiền hết trơn. Cái này vui à. Cái này là chị, chứ đây là chị ủng hộ nha. À, chào chị Lisa, em theo dõi chương trình của chị cũng được một thời gian rồi. Dạo này em thấy trên truyền hình trong nước kênh Quốc phòng Việt Nam có chiếu chương trình Sao Nhập Ngũ. Chương trình đó mời những hot boy, hot ten, ca sĩ mà giới trẻ hiện nay đang thần tượng đó chị. Chương trình này thì bên Hàn Quốc với bên Trung Cộng nó đã ra trước mình, với lại chương trình của nó cũng khắc nghiệt hơn Việt Nam nữa. Theo em nghĩ đây có lẽ là động thái nhỏ đầu tiên của Bộ Quốc phòng, quân đội muốn gửi gắm tác động tới giới trẻ, lớp trẻ bây giờ đến tình hình đất nước, để cũng như khích động các em chuẩn bị và sẵn sàng vào một cuộc đụng độ trong tương lai gần. Trong tương lai gần. Lấy lại biên giới, biển đảo mà bọn bác nước đã bác không chị? Em thì suy nghĩ vậy đó. Trời ơi, cái đảng đỉ này nó chỉ lợi dụng thôi em ơi. Nó không có yêu nước con mẹ trơn á. Phe này nó đánh phe kia thôi à. Bây giờ cái phe của thằng chó đẻ mà vấn đề là Trọng Lú, mà một khi mà nó không thành công, nó bị lật đổ rồi, người dân Việt Nam có cái phe nào nó kêu gọi lòng yêu nước của người dân Việt Nam đứng lên rồi, thì em tin đi, thằng Tàu Cẩm nó sẽ chạy qua, nó làm thịt không còn một mạng nào hết trơn. Em cứ yên tâm đi, nó qua nó làm thịt, nó làm sạch sẽ hết trơn à. Nó không có chừa một cái con vớt nào hết trơn. Nha. Cho nên em yên tâm đi. Các em gửi cho chị phải để dấu nha. Các em không gửi có dấu chị không có đọc được đâu. Chị không biết cái cách nào, ta chỉ đăng lên trên đây mà. Chút nữa chị chỉ cho. Ở Việt Nam giờ nó vui dữ lắm. Cái gì nó cũng lên giá chứ. Xăng cũng lên, điện cũng lên, nước cũng lên. Chuẩn bị hàng quá Tết nhất nó cũng lên. Chỉ có đạo đức đi xuống thôi. Nhân cách con người cũng đi xuống. Tự nhiên lại đứa con nào vô giết mẹ nó chết luôn. Bạn học với nhau vì cái điện thoại thôi. Mẹ nó ra đó là giết để cho trong thùng xốp. Ở Việt Nam giờ cái gì nó cũng vậy, nó khổ lắm. Bị chặn cái gì? Bị chặn thì vấn đề là bạn, vấn đề là kêu bạn là hả, dùng cái chương trình để bạn đi vô. Chị ơi, hiện tại em đang ngồi tại quán cà phê Đà Nẵng mà nó mở nhạc của thằng Trung Cộng nè chị. Em tức quá. Em mới có 17 tuổi. Không lẽ nó len lỏi nhanh đến vậy hả chị? Trời ơi, nó len lỏi lâu rồi, giờ này em mới biết sao. Nhìn cái mặt của em trẻ trâu dễ thương quá. Quán đó là 113 Hà Huy Tập Đà Nẵng. À, chị. Ok. Thì nó vô hết trơn rồi, nó len lỏi hết trơn rồi, em yên tâm đi. Nha. Yeah. Em yên tâm đi. Chị Lisa ơi, việc theo nhắn tin hội chữ thập đỏ kêu gọi người dân ủng hộ cho người nghèo, mỗi tin nhắn là 20.000 đồng. Trời ơi, nó đã kêu gọi lâu rồi, không có ai thèm đóng hết trơn á.
em dạy quá thì em đóng đi nha. Nó kêu gọi lâu rồi không ai thèm đóng cho, những này là tụi nó cho nó đóng là vô túi của tụi nó thôi à nha. Ừ. Trời ơi là trời đó, bây giờ người giàu Việt Nam tiêu tùng rồi đó, vàng dòng tiêu rồi đó. Ừ. Bây giờ tiêu tùng rồi đó, giới nhà giàu tiêu tùng rồi đó. Ừ. Bây giờ thằng chó đẻ đảng cộng sản mà không thay đổi là chết, không thay đổi là chết. Bây giờ mà cứ ôm đầu của thằng chó đẻ tàu cộng hòa là chỉ có con đường ăn muối thôi. Thôi chương trình đã 45 phút rồi. Chị Lisa xin kính chào tất cả mọi người, kính chúc mọi người có một cái vấn đề là kêu bằng là đêm thật là an lành. Nói tóm lại là ngày hôm nay là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang xấu xé lẫn nhau. Và cái thứ hai nữa là biểu tình phải nên cầm cái băng rôn là bằng tiếng Anh để cho thế giới người ta nhìn thấy nguyện vọng của người dân Việt Nam muốn cái gì. Và toàn dân phải nên hưởng ứng chứ đừng có ai ngồi trong nhà để chờ người ta làm cho mình. Phải vì quyền lợi của mình, muốn cho cả thế giới biết, muốn cho Liên Hiệp Quốc biết, muốn cho người ta áp lực. Để mà vấn đề là có được tự do thì mọi người phải ý thức để mà đi ra, để mà cầm. Ta nói đông người triệu người như một nhà tù nào nó nhốt được. Nha. Cho nên phải mạnh mẽ, phải làm như vậy. Rồi, và hôm nay chị muốn nói về cờ vàng. Những người đấu tranh mà muốn cố tình giả vờ không muốn đứng dưới cờ vàng là những tên cộng sản nằm vùng, chúng ta phải nên cẩn thận, nghe chưa? Rồi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào tất cả mọi người. Một cái niềm mà vấn đề là cái bằng là vui vẻ. Nghe không? Ừ. Chị ơi chị, có một tên nào chửi chị nó chị thằng đó. Trời ơi, mấy cái thằng chó đẻ xúc vật đó, chị không có nói chuyện tới nó đâu em ơi. Nó chửi chị. Mà trong khi đó nó chửi chị là tật bệnh, bệnh tật này kia cái nọ. Có thằng chó đẻ nào lên chị vô chị coi nó có mấy câu thôi mà đặt nó kêu chị bằng anh Lisa rồi. Mày kêu tao bằng cha Lisa, mày kêu tao bằng ông cố nội Lisa, tao cũng không có xin nhê nữa. Bởi quyền tự do của mày thằng xúc vật, mày kêu gì kệ mẹ mày. Nhưng mà mày hèn, mày đẹp trai quá, mày tỉnh quá, thấy không? Mày không có bị bệnh, mày khỏe mạnh. Mà cái đất nước thằng Tàu cầm nó vô nó bán nước, mày không dám mở miệng mày ra, mày ngậm cái miệng mày, mày đi ngồi mày chửi Lisa chửi gì á. Cho nên những cái thành phần như mày đó Lisa khinh lắm. Lisa ỉa vô trong miệng của mày, Lisa leo lên bàn thờ cha mẹ tổ tiên ba đời của mày, ban xã hội cha ban ba hội mẹ của mày mà tao dẫm trên tao ỉa tao đái. Cho nên cái lũ tụi bay mà trên đây mà chửi bới đó, cái lũ nào mà chửi bới Lisa, Lisa không có thèm để ý tới đâu. Cái Lisa muốn lên đây là truyền những cái tin tức, những cái tin mật mà Lisa cho mọi người dân Việt Nam nghe, mà tụi bay không làm gì được Lisa. Còn tụi bay lên đây mà đặt ăn ké đi vào trong cái trang của Lisa mà đặt đưa vào cái video của tụi bay đưa lên đi, đưa lên một, tao còn ủng hộ tụi bay đó, đưa đi. Lèo tèo có không tới 100 người, 1000 người vô coi đó mà đặt đưa lên. Bao nhiêu người trước mày đã từng làm rồi, nhưng mà Lisa ngồi cười. Lisa còn mong cho cả nước Việt Nam ai ai cũng lên livestream đó. Nhưng mà có dám lên nói về chính trị như Lisa không? Có dám không? Mày dám lên cái livestream mà mày chửi thẳng vào thằng chó đẻ cộng lú nó bán nước cho tao cộng ngày nay không? Mày dám nói không? Mày dám nói là tao phục mày sát đất. Còn mà mày ngồi mày chửi, mày lên mày đặt mày nói mày không phải là người này, mày không phải là người của đảng, mà gốc cuộc mày chửi người ta là bọn lưu vong. Mày chửi mọi người bên hải ngoại này lưu vong. Lưu vong mà thằng đảng đỉ của mày quỳ lại Việt Kiều đi về, quỳ nang nỉ Việt Kiều đi về, mua chuộc, đòi hòa hợp hòa giải. Bao nhiêu đó cũng biết mà mày ngục rồi. Nhìn cái mặt của mày là biết mày ăn cất rồi. Cái năm này nói chuyện với cái thằng chó đẻ mà làm những cái video mà chửi tao nghe chưa. Thôi bye bye tất cả quý vị và các bạn.